tuổi già bác sĩ cảnh báo ba sai lầm ăn sôi 99% người việt mắc phải tàn phá gan thận thọ non kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với kênh chuyện nhân quả hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe vô cùng quan trọng liên quan đến một món ăn sáng vô cùng quen thuộc đó là sôi từ bao đời nay sôi đã là món ăn phổ biến trong văn hóa ẩm thực của người việt chúng ta đúng không nào? Món sôi này thường được kết hợp với đổ, lạc hay ngô để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên có rất nhiều người trong chúng ta lại vô tình mắc phải ba sai lầm khi ăn sôi, biến món ăn này từ bổ dưỡng thành nguy hại cho sức khỏe, thậm chí gây hại đến dạ dày và gan. Những sai lầm này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các bệnh nguy hiểm như ung thư khi về già. Vì thế để có thể bảo vệ cơ thể của mình và sức khỏe và những người thân yêu thì sau đây hãy cùng chuyển nhân quả của chúng tôi tìm hiểu chi tiết về những sai lầm này và mức độ nguy hại của chúng. Video hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để tránh xa các thói quen ăn uống có hại và duy trì một lối sống lành mạnh khi về già. Vì vậy, chúng ta hãy cùng tập trung theo dõi nhé. Một ăn xôi được đựng trong hộp xốp. Sai lầm đầu tiên mà nhiều người mắc phải khi ăn xôi chính là đựng xôi trong các hộp xốp. Chúng ta không thể phủ nhận rằng hộp xốp rất tiện lợi, dễ mang đi và giá thành rẻ. Tuy nhiên bạn biết không, chính sự tiện lợi này lại là tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Có lẽ bạn đã từng thấy đa số các quán ăn sáng hiện nay đều dùng hộp xốp để đựng xôi cho khách. Nhưng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng hộp xốp để đựng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm nóng mà nhiều người Việt vẫn chưa ý thức được đầy đủ. Nguyên liệu chính để sản xuất hộp xốp là polystyrene, một loại nhựa nhiệt thấp chỉ thích hợp để sử dụng thức ăn nguội. Và khi chúng được dùng để đựng thức ăn nóng như xôi, thì nhiệt độ cao sẽ làm polystyren tan chảy và giải phóng các chất độc hại như styren và benzen. Những chất này có thể ngấm vào xôi và khi tiêu thụ về lâu dài, chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Bạn biết không, các chất độc này có thể tích tụ trong cơ thể và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Chúng có khả năng làm tổn thương não, gây viêm gan, suy giảm trí nhớ vô sinh, và thậm chí là ung thư. Đây không phải là những nguy cơ xa vời mà là những hậu quả thực sự mà nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, các bạn nên tránh sử dụng hộp xốp để đừng sôi hay bất kỳ thức ăn nóng nào. Thay vào đó, hãy chủ động mang theo bát sứ, cặp lồng hoặc hộp inox để đừng sôi. Nếu không tiện mang theo những vật dụng này, bạn có thể chọn mua xôi được gói bằng lá chuối hoặc lá sen đã rửa sạch nhé. Lá chuối và lá sen không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn giúp giữ được hương vị đặc trưng và thơm ngon của xôi. Chúng ta không thể đánh đổi sức khỏe chỉ vì sự tiện lợi trước mắt, hãy cùng nhau thay đổi thói quen nhỏ này để đảm bảo một cuộc sống khỏe mạnh và an lành. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng hộp xốp và từ đó đưa ra những lựa chọn an toàn hơn cho mình và người thân. 2. Ăn một lượng quá nhiều. Sai lầm thứ hai khi ăn xôi gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn khi càng về cao tuổi, đó chính là ăn quá nhiều lượng xôi cùng một lúc. Bạn có thắc mắc điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn xôi từ 3 đến 4 lần một tuần? Câu trả lời đó là dạ dày của bạn sẽ biểu tình và gửi tín hiệu cầu cứu ngay lập tức. Bạn biết không, xôi thường được làm từ gạo nếp, mà cấu tạo tinh bột của gạo nếp là dạng nhánh, chắc chắn và khó phân tách khi vào dạ dày. Điều này đã khiến cho dạ dày của bạn phải làm việc cực lực lúc bấy giờ để tiêu hóa. Và khi ăn quá nhiều xôi, dạ dày của chúng ta có thể bị quá tải và từ đó dễ dàng dẫn đến cảm giác bị đầy bụng, khó tiêu và ở hơi vô cùng khó chịu. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng những triệu chứng này sau mỗi bữa ăn xôi. Ngoài ra, xôi còn có tính nóng, do đó nếu ăn thường xuyên sẽ khiến cơ thể của bạn gặp tình trạng nóng trong, gây nổi mụn và nhiệt miệng. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái hàng ngày, mà còn tác động xấu đến làn da, sức khỏe tổng thể của bạn. Để hạn chế những tác hại này, tốt nhất là chúng ta chỉ nên ăn xôi một cách điều độ và hợp lý, trong khoảng từ 1 đến 2 lần một tuần. Bạn hãy tránh ăn xôi trong nhiều ngày liên tiếp và cũng không nên ăn xôi thay cho cơm nhé. Sự cân bằng trong chế độ ăn uống là rất quan trọng để đảm bảo dạ dày và cơ thể của bạn có thể hoạt động hiệu quả. Chúng ta thường dễ dàng bị cuốn vào những món ăn yêu thích mà không để ý đến những hậu quả tiềm ẩn xôi là món ăn truyền thống thơm ngon và giàu năng lượng nhưng việc tiêu thụ một cách hợp lý sẽ giúp bạn tận dụng các chất dinh dưỡng trong món ăn một cách an toàn mà không gây hại cho sức khỏe hãy lắng nghe cơ thể của bạn và đáp ứng nó bằng những lựa chọn thông minh khi chúng ta biết kiểm soát khẩu phần ăn và tần suất ăn không chỉ sức khỏe dạ dày được bảo vệ mà còn tránh được nhiều vấn đề sức khỏe khác Hãy yêu thương và chăm sóc cơ thể của mình bằng cách ăn uống điều độ và hợp lý hơn các bạn nhé. Bà ăn xôi vào buổi tối. Sai lầm thứ ba khi ăn xôi gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe là ăn vào buổi tối. Nếu bạn là người rất thích ăn xôi, đây là điều mà bạn nhất định phải biết. Ăn xôi vào buổi tối không khác gì uống thuốc độc, bởi vì xôi nếp và các loại đồ nếp nói chung đều mềm và rất ngon nhưng lại tương đối dính do chúng chứa amylopectin. Đây là một chất tạo nên độ dẻo đặc trưng và rất khó tiêu hóa. Vào buổi tối, chúng ta thường ít vận động hơn và vì thế hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn. Điều này khiến cho lượng calo trong sôi dễ dàng bị tích tụ lại, làm tăng gánh nặng lên đường tiêu hóa. Nếu bạn đi ngủ sớm, thức ăn sẽ bám lại lâu trong ruột, từ đó dẫn đến nguy cơ mắc trào ngược dạ dày thực quản gây viêm loét dạ dày và ung thư đại trực tràng tăng cao. Không chỉ vậy ăn xôi vào buổi tối còn làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý khác như mất ngủ, béo phì và huyết áp cao. Điều này là do hệ tiêu hóa của bạn đã phải làm việc quá sức vào thời điểm mà nó cần được nghỉ ngơi. Từ đó dẫn đến việc cơ thể không thể tiêu hóa hết lượng thức ăn nạp vào và gây ra tình trạng tích tụ mỡ thừa, gây tăng cân không kiểm soát vì vậy thay vì ăn xôi vào buổi tối thì chúng ta có thể chuyển ăn vào buổi sáng và hầu hết các chuyên gia đều khẳng định rằng buổi sáng chính là thời điểm cơ thể hoạt động nhiều nhất và năng suất nhất do đó việc bổ sung các món ăn giàu năng lượng như xôi vào buổi sáng sẽ là rất hợp lý lúc này cơ thể của bạn sẽ có đủ thời gian và điều kiện để tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất một cách hiệu quả từ đó sẽ giúp cung cấp năng lượng cho cả ngày dài hoạt động Việc thay đổi thói quen ăn uống không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn, mà còn tăng cường hiệu suất làm việc và học tập. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày năng động và tỉnh táo hơn. Đồng thời, việc hạn chế ăn xôi vào buổi tối sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh lý nguy hiểm, duy trì một cơ thể khỏe mạnh và cân đối. 4. Ăn xôi cùng với thịt gà Sai lầm thứ tư khi ăn xôi là ăn chung với thịt gà và đây chính là một sai lầm kinh điển có thể biến chất bổ thành độc dược xôi gà là một món ăn yêu thích của nhiều người từ gia đình đến các quán xôi đều có thể thấy món ăn này rất phổ biến và đắt hàng đúng không nào tuy nhiên chắc chắn rằng ít ai biết đến một bí mật động trời rằng xôi gà thực chất là một món ăn tử thần sự kết hợp giữa xôi và thịt gà không chỉ không tốt mà còn có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe theo các chuyên gia dinh dưỡng, xôi và thịt gà là hai thực phẩm kỵ nhau. Khi ăn xôi cùng với thịt gà, cơ thể dễ bị nhiễm bạch thốn trùng hay còn gọi là sáng dây. Sáng dây là loại ký sinh trùng nguy hiểm, thường sống trong ruột non của người và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Đốt sáng có thể chu ra theo phân hoặc tự bò ra ngoài hậu môn trong lúc tắm, ngủ hoặc bò lên giường, sau quần áo và thậm chí bò lên người bệnh và người nằm chung giường. Những người nhiễm sáng thường có các biểu hiện như suy nhược cơ thể, đau bụng, buồn nôn và trong những trường hợp nặng có thể bị tê liệt, mất trí nhớ, mù mắt và co giật. Sáng dây không chỉ gây tổn hại đến hệ tiêu hóa mà còn có thể làm suy giảm nghiêm trọng sức khỏe tổng thể của người bệnh. Việc điều trị nhiễm sáng cũng rất phức tạp và kéo dài, gây ra nhiều phiền toái và đau đớn cho người bệnh. Vì vậy, nhược những... hai, những người béo phì. Những người có cơ địa hấp thu chất dinh dưỡng tốt, thường dễ bị tăng cân, và việc ăn xôi vào buổi sáng có thể góp phần làm tăng thêm vấn đề này. Xôi là một món ăn giàu tinh bột và tiêu thụ quá nhiều tinh bột là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến béo phì. Đặc biệt gạo nếp trong xôi có khả năng cung cấp một lượng lớn năng lượng nhưng lại khó tiêu, dẫn đến tích tụ năng lượng dư thừa trong cơ thể. Nếu bạn đang muốn giảm cân, tốt nhất là hạn chế lượng tinh bột nạp vào cơ thể, đặc biệt là từ các món ăn như xôi hay cơm nếp. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn những bữa ăn nhẹ nhàng, chẳng hạn như một bát cháo hoặc một phần salad kết hợp với một cốc nước ấm. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy no bụng, mà còn cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày dài. 3. Người có cơ địa nóng Bạn có biết rằng những người có cơ địa nóng thường dễ bị nổi mụn và mẫn đỏ khi ăn nhiều xôi. Đúng vậy, xôi có thể gây ra hiện tượng nóng trong người, khiến da dễ bị kích ứng và nổi mụn. Những ai có vấn đề cơ địa nóng trong người nên làm gì? Các bạn có thể hạn chế ăn xôi, đặc biệt là vào buổi sáng. Nếu thật sự muốn thưởng thức món ăn này, hãy kết hợp với các loại nước uống có tính mát như sâu má, chanh hoặc trà để giúp cân bằng nội tiết trong cơ thể. Bạn đã từng thử cách này hay chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn cho chúng tôi nhé. 4. Người bị mẩn ngứa mề đay Có ai trong số các bạn từng bị mẩn ngứa mề đay sau khi ăn xôi hay không? Những người bị mẩn ngứa hay mề đay cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn các món từ gạo nếp. Xôi tia chứa nhiều calo và là thực phẩm an toàn, không chứa hóa chất độc hại, nhưng lại có thể gây dị ứng thực phẩm, đặc biệt là ăn vào buổi sáng các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn sôi quá hai lần một tuần và cần chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình bạn có từng gặp phải tình trạng này hay không hãy thử điều chỉnh chế độ ăn của mình và cảm nhận sự thay đổi nhé năm phụ nữ mang thai phụ nữ mang thai có nên ăn sôi hay không Xôi nếp có tác dụng tốt như trị các chứng hư lao tiêu chảy viêm rét dạ dày và tá trạng, thậm chí giúp chống lợm giọng và cảm giác buồn nôn tuy nhiên gạo nếp chứa nhiều chất béo và dinh dưỡng giúp no lâu nhưng lại dễ gây táo bón và nóng trong người mẹ bầu ăn nhiều xôi có thể dẫn đến tiểu đường thai kỳ không tốt cho cả mẹ và bé vì vậy phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn xôi và tìm các món ăn thay thế bổ dưỡng và an toàn hơn các mẹ bầu đã áp dụng điều này hay chưa cảm nhận của các bạn như thế nào 6. Bệnh nhân hậu phẫu hoặc có vết thương hở Bạn có biết rằng bệnh nhân vừa phẫu thuật hay có vết thương hở không nên ăn xôi hay không? Gạo nếp có tính nóng và dẻo, dễ gây sưng và mưng mũ cho vết mổ, cũng như các vết thương chưa lạnh miệng. Điều này có thể làm cho tình trạng vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Những ai trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật nên tránh xa các loại thực phẩm từ gạo nếp như xôi, chè. Bạn đã từng chú ý đến điều này chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với chúng tôi nhé. Một buổi sáng lý tưởng cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng thiết yếu như chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chỉ khi đáp ứng đủ những yếu tố này, cơ thể chúng ta mới có thể hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh suốt cả ngày. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng chuyển sang phần tiếp theo của chương trình, khám phá những đặc điểm của người sống thọ với ba yếu tố nổi bật, một nhanh, hai nhỏ, ba lớn các bạn có bao nhiêu đặc điểm trong số này? Đa số chúng ta đều rất quan tâm đến sức khỏe và tuổi thọ, nhưng có những đặc điểm chúng ta cần nhận biết khả năng sống thọ của mình. Người sống thọ thường có chung một số đặc điểm đặc trưng. Đầu tiên là khả năng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người cao tuổi khỏe mạnh và sống lâu thường có giấc ngủ sâu và dễ dàng. Việc nhanh chóng đi vào giấc ngủ chứng tỏ các cơ quan như tim và gan hoạt động ổn định và hiệu quả. Chất lượng giấc ngủ tốt là một trong những yếu tố quan trọng giúp cơ thể của bạn khỏe mạnh và từ đó có thể kéo dài tuổi thọ. Đặc điểm thứ hai là nhịp tim đập chậm và đều đặn. Nhịp tim là một chỉ số quan trọng để nhận biết sức khỏe và tuổi thọ. Những người sống thọ thường có nhịp tim chậm hơn so với người bình thường. Một người trưởng thành khỏe mạnh thường có nhịp tim từ 600 đến 100 lần mỗi phút và nhịp tim trung bình là 75 lần một phút. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy rằng khi nhịp tim ở mức khoảng 70 nhịp một phút, tuổi thọ có thể đạt tới 80 năm. Và nếu nhịp tim giảm xuống khoảng 60 nhịp một phút, người này có thể sống lâu hơn với tuổi thọ có thể lên đến 93 năm. Ngoài ra, người có vòng cổ nhỏ thường ít gặp nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hơn. Chu vi cổ vượt quá 35 cm ở nữ và 38 cm ở nam thường báo hiệu nguy cơ bệnh lý như gan nhiễm mỡ, tiểu đường và ngưng thở khi ngủ. Vì vậy những người có vòng cổ nhỏ thường có tỷ lệ sống thọ cao hơn. Đặc điểm thứ ba là lực nắm tay lớn. Lực nắm tay mạnh mẽ phản ánh sức khỏe tổng thể của cơ thể, cho thấy các cơ quan như tim, thận và phổi hoạt động tốt. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những người có lực nắm tay lớn thường sống thọ hơn. Thêm vào đó, một tấm lòng khoan dung rộng mở, ít giận dữ cũng góp phần quan trọng vào sức khỏe tim mạch và thể chất tổng thể. Việc giữ trong lòng những oán giận và căng thẳng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các bạn thân mến, sức khỏe và tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống và lối sống mà còn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tinh thần và thái độ sống của chúng ta vì thế nếu bạn luôn duy trì một trạng thái thái độ tích cực thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể khi tâm trạng tốt có thể tăng cường chức năng của hệ miễn dịch và ngăn ngừa nhiều loại bệnh trong đó bao gồm cả ung thư vì vậy hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và tích cực các bạn nhé ngoài ra còn có một yếu tố đánh giá quan trọng khác là dung tích phổi dung tích phổi là lượng khí mà chúng ta có thể hít vào thở xa Hết sức trong một lần. Theo thời gian dung tích phổi của bạn sẽ giảm đi do quá trình lão hóa. Tuy nhiên, những người sống thọ sẽ thường có dung tích phổi lớn hơn, nhờ đó sẽ giữ được khả năng hô hấp mạnh mẽ trong suốt nhiều năm. Phải làm thế nào để chúng ta có thể duy trì dung tích phổi tốt? Các bạn nên tham gia các hoạt động thể dục như bơi lội nhẹ nhàng hoặc bộ môn đi bộ nhanh để giúp rèn luyện và tăng cường sức khỏe phổi khi càng về cao tuổi. Sau đây, mời các bạn cùng chuyển sang phần tiếp theo của chương trình với chủ đề: Ngoài 60 tuổi, muốn biết mình có sống thọ hay không, hãy kiểm tra 4 đặc điểm hồng hào này trên cơ thể. Tuổi thọ của mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào lối sống và thói sinh hoạt hàng ngày. Khi chúng ta duy trì một lối sống khỏe mạnh lành mạnh, cơ thể sẽ phát triển tốt và tránh được các bệnh tật, từ đó kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt là chúng ta có thể tự kiểm tra sức khỏe và tuổi thọ của mình qua bốn đặc điểm hồng hào nổi bật sau đây. một Móng tay hồng hào trơn bóng Tình trạng sức khỏe của móng tay phản ánh rất nhiều về tình trạng dinh dưỡng và quá trình thải độc của cơ thể. Những người có móng tay hồng hào bóng bẩy thường có khí huyết dồi dào, không thiếu canxi và trạng thái nội tiết trong cơ thể cũng rất tốt. Điều này chứng tỏ cơ thể của họ đang hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh. 2. Da mặt hồng hào tươi tắn Làn da là tấm gương phản chiếu sức khỏe bên trong. Da mặt hồng hào không có dấu hiệu khô sạm hoặc nổi mụn, thường là dấu hiệu của sự tuần hoàn máu tốt và chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Điều này giúp cơ thể duy trì sức khỏe tốt và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạng tính. 3. Đôi mắt sáng và có hồn. Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là dấu hiệu của sức khỏe. Đôi mắt sáng không có quần thâm hay dấu hiệu mệt mỏi, thường là dấu hiệu của giấc ngủ ngon và cơ thể khỏe mạnh. Điều này giúp chúng ta nhận biết được trạng thái tinh thần và sức khỏe tổng quát của mình. 4. Mái tóc dày và bóng mượt Tóc khỏe mạnh không bị gãy sụn và có độ bóng mượt, phản ánh sức khỏe tốt của da đầu và chế độ dinh dưỡng hợp lý mái tóc đẹp thường đi kèm với một cơ thể khỏe mạnh và ít gặp các vấn đề về sức khỏe. Gan là một trong cơ quan quan trọng của cơ thể con người, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình thải độc. Móng tay khỏe mạnh có thể phản ánh sức khỏe gan tốt của bạn. Những người có móng tay hồng hào, trơn bóng thường có cơ thể không tích tụ độc tố và có khả năng thải độc hiệu quả. Đặc biệt, việc quan sát lòng bàn tay cũng có thể cung cấp nhiều thông tin quý giá về sức khỏe và tuổi thọ của một người. Khi nhìn vào lòng bàn tay, nếu bạn thấy lòng bàn tay hồng hào, xòe ra và đang hồi tốt, đó là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh và có sự lưu thông máu tốt. Các ngón tay có nhiều mạch máu là dấu hiệu của một hệ tuần hoàn khỏe mạnh. Ngược lại, lòng bàn tay màu trắng, thường biểu thị rằng khí huyết lưu thông không tốt, thường xuyên gặp tình trạng tay lạnh. Lòng bàn tay màu vàng nhạt và không có màu sắc rõ ràng, thường cho thấy gan mật không hoạt động tốt, có thể mắc về bệnh gan. Môi cũng là một trong những vùng nhạy cảm nhất của cơ thể, có thể phản ánh trực tiếp sức khỏe toàn diện. Môi hồng hào, đầy đặn và đàn hồi thường là biểu hiện của sức khỏe tốt và sự tuần hoàn máu khỏe mạnh. Nếu màu sắc môi của bạn không rõ ràng, chuyển sang màu tái trắng hoặc tím Điều này cho thấy rằng sự lưu thông máu trong cơ thể không tốt, thậm chí có thể đang thiếu máu hoặc gặp các vấn đề nghiêm trọng hơn về tim và phổi. Với những dấu hiệu như làn da xỉn màu, xám xịt, đặc biệt là mặt đỏ bừng, chúng ta cần chú ý đến những điều này vì có thể là dấu hiệu của cơ thể đang chứa quá nhiều chất độc, tăng cường hoạt động chống lại các gốc tự do và độc tố. Điều này có thể gây hại đến cơ thể và làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn các bạn thân mến sau khi xem xong video ngày hôm nay chúng ta có thể nhận thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm và thói quen ăn uống trong việc bảo vệ sức khỏe đặc biệt là ở tuổi già những sai lầm nhỏ trong việc ăn xôi có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho gan và thận từ đó ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ và chất lượng cuộc sống để duy trì sức khỏe và sống thọ việc nhận thức và thay đổi những thói quen ăn uống không lành mạnh là điều cần thiết. Hãy chọn cho mình những loại thực phẩm lành mạnh, hạn chế ăn quá nhiều xôi thường xuyên và kết hợp với một lối sống năng động, lành mạnh. Ngoài ra, hãy lắng nghe cơ thể của mình và thường xuyên thăm khám bác sĩ để nhận được những lời khuyên y khoa kịp thời và chính xác hơn các bạn nhé. Đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ là những căn bệnh trong cuộc sống mà ở bất kỳ lứa tuổi nào trong chúng ta đều có thể gặp phải đúng không ạ? À? Và đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang ngày càng suy giảm, nhất là khi bạn đã bước qua độ tuổi 60. Tuy nhiên cũng có những trường hợp khi chúng ta thường xuyên cảm thấy đau đầu, hoa mắt chóng mặt kéo dài, lại chính là khởi nguồn của nhiều bệnh lý nguy hiểm khi về già. Trong video ngày hôm nay Chuyện nhân quả sẽ chia sẻ tới bạn một phương pháp tự nhiên giúp giảm đi tình trạng này. Đồng thời, nó cũng là một phương pháp giúp bạn tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể. Bạn có biết trong y học cổ truyền Việt Nam có một loại thảo dược được mệnh danh là kim cương đỏ vì những công dụng tuyệt vời của nó trong việc chăm sóc sức khỏe không? Đó chính là kỷ tử, một loại dược liệu quý giá giúp tăng cường sức khỏe kéo dài tuổi thọ và thậm chí ngăn chặn quá trình lão hóa. Nếu bạn hay người thân của mình đang tìm kiếm những cách tự nhiên để chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về tuổi già, thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chia sẻ chuyên sâu về kỹ tử vốn được xem là một bí quyết sống lâu, sống khỏe từ Đông Y. Cách đây không lâu, trên vùng núi cao Đông Bắc, có một vị lương y nổi tiếng tên là ông Trịnh Văn Hường, mặc dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn giữ được tinh thần minh mẫn và sức khỏe dẻo dai. Ông là người được mọi người trong bản làng luôn tôn trọng và kính nể, không chỉ vì kỹ thuật chữa bệnh tài tình mà còn bởi lòng hảo tâm và tính cách ôn hòa. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Hường vẫn ngày ngày đều đặn xuống núi để chữa bệnh cho mọi người ở bản và dù là ngày nắng hay mưa gió, ông vẫn kiên trì lắc bộ quãng đường khá xa để giúp đỡ cho người chân nên ai nấy đều vô cùng biết ơn. Một hôm, trong khi đang nghỉ ngơi ở một nếp nhà nhỏ chờ mưa tạnh, có một người đàn ông trong làng đã bày tỏ sự tò mò về bí quyết sức khỏe của ông. Nhìn người đàn ông trẻ, ông hường cười và trả lời. Từ khi còn thanh niên, tôi mỗi ngày đều ăn một nắm kỷ tử ông nói rằng trong y học cổ truyền kỹ tử nổi tiếng vì khả năng bồi bổ sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch vì thế mà đây cũng chính là thành phần thường xuyên góp mặt trong nhiều thang thuốc mà ông chế mỗi lần đi chữa bệnh ông hường đều mang theo một hũ nhỏ chứa kỹ tử đã sấy khô những lời chia sẻ của ông hường đã truyền cảm hứng cho bao người trong làng và từ đó việc sử dụng kỹ tử trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một chuyên gia hàng đầu, đó là Lương Y Bùi Đắc Sáng từ Viện Hàng Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông Y Hà Nội. Ông cho biết rằng kỹ tử được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và được đánh giá rất cao vì những công dụng kỳ diệu của nó trong việc kéo dài tuổi thọ. Bạn biết không với vị ngọt tính bình của mình, kỹ tử không chỉ tốt cho dạ dày mà còn có tác dụng dưỡng can, minh mục, hay nói một cách dễ hiểu hơn thì nó giúp cung cấp năng lượng, cải thiện thị lực, bổ thận, ích tinh, tráng dương và nhuận phế. Ngoài ra kỹ tử cũng được sử dụng trong nhiều các công thức, thuốc trị hư lao, đau lưng, mỏi gối, di tinh, tiểu đường, cũng như chữa chứng mắt mờ hay bị thường xuyên chảy nước mắt ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, kỳ tử không chỉ chứng minh lợi ích tuyệt vời của mình thông qua góc nhìn của đông y, mà trong y học hiện đại Kỷ tử được chứng minh là một nguồn dưỡng chất vô cùng quý giá. Theo phân tích cho thấy, kỹ tử chứa đựng betanin 8 đến 10% axit amin, vitamin B1, B3, vitamin C, carotin, riboflavin. Ngoài ra còn chứa nhiều tinh dầu và các nguyên tố vi lượng quan trọng khác cho cơ thể như phosphor, canxi, sắt. Đây đều là những thành phần cần thiết để duy trì sự hoạt động hiệu quả của cơ thể chúng ta khi về già để các bạn. Những công dụng thần kỳ của kỹ tử đối với sức khỏe Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của kỹ tử khiến loại hạt này được mệnh danh là kim cương đỏ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Một Nguồn chất chống oxy hóa Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một thông tin vô cùng thú vị mà có thể bạn chưa biết. Đó là công dụng tuyệt vời của cao kỵ tử trong việc chống lại sự oxy hóa theo thời gian. Các chuyên gia cho biết kỹ tử có đặc tính giống như các loại siêu thực phẩm trường thọ khác, đó chính là nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời, vừa có khả năng chống lại các gốc tự do gây tác động tiêu cực lên cơ thể, lại có thể vừa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi căng thẳng và bên cạnh đó còn tăng cường hiệu quả chống viêm. Như vậy thì cao kỷ tử không chỉ là một liệu pháp cổ truyền để giúp cho người cao tuổi bồi bổ cơ thể mà còn là một vũ khí chống oxy hóa vô cùng hiệu quả, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn. 2. Tăng cường khả năng miễn dịch chống ung thư Bạn biết không, phúng là một trong số ít các thảo dược có những phân tích vẹn toàn về dưỡng chất Cao kỷ tử là một nguồn cung cấp hàm lượng cao của vitamin C và vitamin A. Đây là hai chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng giúp cung cấp lực lượng bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta. Chúng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể của bạn trở nên khỏe mạnh hơn, từ đó tăng cường khả năng chống lại các căn bệnh thông thường như cảm lạnh mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhưng điều thú vị vẫn chưa dừng lại ở đây. Khi cao quý tử còn đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại sự phát triển của các khối u trong cơ thể. Thật đáng kinh ngạc đúng không nào? Từ việc giảm nồng độ cytokine gây viêm đến khả năng giải độc và thanh lọc cơ thể khỏi các độc tố gây hại, kỹ tử đã mở ra một hướng mới trong điều trị và phòng ngừa căn bệnh ung thư quái ác. Đây là một trong những căn bệnh phổ biến nhất hiện nay ở người cao tuổi mà không một ai trong chúng ta mong muốn mắc phải. 3. Thúc đẩy làn da khỏe mạnh Bạn biết không, cao kỳ tử được biết đến như một nguồn cung cấp beta-carotene vô cùng giàu có. Đây là một yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy làn da của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, trẻ trung và rạng rỡ hơn. Hơn nữa, beta-carotene còn có khả năng ngăn ngừa tình trạng ung thư da, một nỗi lo lắng thường trực đối với nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi khi càng về già, thì làn da càng yếu và mất đi độ đàn hồi vốn có Bạn có thể tận dụng cao kỵ tử Bằng cách uống nước ép từ nó Nghe qua có vẻ lạ lùng Phải không ạ à? Nhưng theo các phân tích nghiên cứu Việc sử dụng nước ép kỵ tử Sẽ giúp bạn bảo vệ làn da tránh khỏi tác động xấu Từ ánh nắng mặt trời Đây là một trong những yếu tố Gây hại cho làn da của chúng ta Hàng ngày 4. Tăng cường thị lực Các bạn thân mến Quả kỷ tử là một loại thực phẩm cổ truyền của chúng ta, không chỉ nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, mà còn được biết đến như một giải pháp tự nhiên hữu ích cho việc điều trị thoái hóa điểm vàng, một bệnh lý rất thường gặp ở người cao tuổi chúng ta, gây suy giảm tầm nhìn và từ đó khiến cho việc hưởng thụ cuộc sống khi về già của bạn bị cản trở không ít. Tuy nhiên bạn cũng đừng lo lắng vì với hàm lượng zeaxanthin rất cao đây là một chất chống oxy hóa mạnh có trong kỳ tử sẽ giúp tăng cường và bảo vệ sức khỏe đôi mắt của chúng ta khi về già. Hơn thế nữa thì theo các nghiên cứu gần đây, kỳ tử còn có khả năng giúp bảo vệ võng mạc của người cao tuổi khỏi nguy cơ bị hư tổn từ các tế bào hạch phát triển âm thầm nữa đấy ạ. À. Thậm chí loại quả này còn được biết đến như một phương pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cho người cao tuổi trong quá trình điều trị căn bệnh tăng nhãn áp vốn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra mất thị lực ở người cao tuổi. Với tất cả những công dụng tuyệt vời này, cao kỹ tử rất xứng đáng là một lựa chọn hàng đầu để chăm sóc sức khỏe cho mắt cho chúng ta có phải không nào. 5. Giúp ổn định lượng đường trong máu Việc kiểm soát lượng đường trong máu là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với những ai đang chẳng may mắc phải căn bệnh tiểu đường khi về già. Và bạn biết không, kỹ tử cũng chính là giải pháp tự nhiên mà bạn đang tìm kiếm. Đó là bởi nếu như chúng ta thường xuyên ăn kỹ tử, có thể giúp kiểm soát việc giải phóng đường vào trong máu vô cùng hiệu quả. Từ đó giúp ngăn ngừa sự tăng hay giảm đột ngột của lượng đường trong máu một cách bất thường. Và điều này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc ngăn chặn các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường ở người cao tuổi đấy các bạn thêm kỹ tử vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ tăng cường sự nhạy cảm của cơ thể với insulin mà còn giúp chúng ta duy trì sự ổn định mức đường huyết, tổng ngưỡng an toàn. 6, giải độc gan. Sau đây chúng tôi muốn chia sẻ với bạn về lợi ích tuyệt vời mà kỹ tử mang lại cho gan, một cơ quan quan trọng trong hệ thống tiêu hóa và đặc biệt càng quan trọng hơn cho sức khỏe của người cao tuổi. Bạn biết không? Kỹ tử không chỉ là một loại thảo dược dễ tìm và phổ biến, mà còn được biết đến như một loại siêu thực phẩm trong việc giúp bảo vệ lá gan của bạn luôn khỏe mạnh. Được sự tán dương từ hàng loạt các nghiên cứu y học, kỹ tử có khả năng bảo vệ lá gan và giúp tăng cường chức năng giải độc tự nhiên của cơ quan này. Ngoài ra, kỹ tử còn được kết hợp với nhiều loại thảo mộc truyền thống khác như cam thảo, nấm linh chi, ginseng và beta phila trong nhiều loại thuốc làm sạch gan, nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của gan, từ đó giúp gan của bạn hoạt động linh hoạt và mạnh mẽ hơn khi về già. Như vậy, với việc sử dụng kỹ tử, bạn không chỉ giúp bảo vệ gan, mà còn giúp cung cấp cho cơ thể một công cụ mạnh mẽ trong việc giải độc, từ đó nâng cao sức khỏe toàn diện. Các bạn nên nhớ rằng khi chúng ta có một lá gan khỏe mạnh, cũng chính là tiền đời quan trọng để có thể duy trì một cơ thể khỏe mạnh để sống lâu, sống thọ. Công thức nấu kỹ tử với trứng gà bồi bổ sức khỏe ngay tại nhà Ngày hôm nay, Chuyện Nhân Quả sẽ hướng dẫn cho bạn một công thức nấu món ăn từ kỹ tử giúp bồi bổ sức khỏe cho người cao tuổi, rất dễ làm ngay tại nhà. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 10 gram kỹ tử. Hãy nhớ kỹ tử cần được ngâm trong nước trong 15 phút trước khi nấu. Đầu tiên, hãy vớt các quả kỵ tử ra khỏi nước và để sáo nước. Tiếp đến, chuẩn bị thêm hai quả trứng. Trứng gà chứa nhiều dạng vitamin như A, D, E, B1, B6, B12 và các khoáng chất như canxi, magie, sắt kẽm cùng với nhiều loại axit amin cần thiết cho sức khỏe. Trứng gà còn có chứa một hợp chất hóa học là trolin giúp bảo vệ hệ thống thần kinh bắt đầu chế biến bằng cách đánh trứng với một thìa cà phê dầu ô liu, 1 phần tư thìa cà phê muối và 1 phần tư thìa cà phê bột ngọt, trộn tất cả vào tô trứng và đánh đều. đánh trứng đều và nêm gia vị là bước quan trọng để tạo ra một món ăn ngon và hấp dẫn. cho mêlen trứng vào một cái nồi, sau đó để thêm nước khoảng nửa tô bằng hãy hấp trong khoảng thời gian 10 phút kể từ lúc nước sôi. Tiếp sau đó, hấp thêm 5 phút với kỹ tự kể trên. Phương pháp tự nhiên này giúp hỗ trợ điều trị đau đầu, hoa mắt và thừa máu. Nó còn giúp nâng cao sức khỏe tổng thể, bảo vệ não không ngựa, ung thư, giúp xương chắc khỏe và tốt cho phụ nữ mang thai. Mỗi tuần bạn nên dùng 2 đến 3 bữa và nhớ ăn buổi sáng. Sử dụng trong thời gian từ 2 đến 3 tháng để đạt kết quả tốt nhất. Và đừng quên trong thời gian này, bạn cần loại bỏ độc tố từ gan và áp dụng chế độ ăn chay ngắt quãng 3 đến 5, 7 hoặc 10 ngày tùy theo khả năng. Hy vọng với cách chế biến và sử dụng này, bạn sẽ thấy lợi ích từ việc bổ sung kỹ tử vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Kỹ tử được biết đến là vị thuốc trường thọ từ thiên nhiên, mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe cho người cao tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng sử dụng loại dược liệu kỹ tử này. Hãy cùng chuyện nhân quả tìm hiểu xem những ai không nên dùng kỹ tử nhé. Những người cao tuổi nào không nên sử dụng cao kỹ tử. Kỹ tử được coi là một loại dược liệu hữu hiệu trong việc bảo vệ, cải thiện thị lực mắt, giảm các triệu chứng cận thị, lão thị. Ngoài ra kỹ tử còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng sinh lý, do đó kỹ tử là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai có sức đề kháng yếu, miễn dịch kém, cơ thể suy nhược. Tuy nhiên, kỵ tử có tính nóng, dễ gây nhiệt cho cơ thể, vì vậy khi sử dụng kỵ tử, bạn cần phải chú ý và tránh sử dụng quá nhiều, nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Không phải ai cũng nên sử dụng kỵ tử, bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng loại dược liệu này nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho sức khỏe. 1. Người đang sốt có triệu chứng viêm nhiễm bạn có biết rằng dù kỵ tử có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng nên sử dụng nó, đặc biệt là những người cao tuổi đang trong tình trạng không khỏe. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những nhóm người cao tuổi nào không nên sử dụng cao kỵ tử. Đầu tiên những người đang sốt hoặc có triệu chứng viêm nhiễm nên tránh xa cao kỵ tử. Vì sao vậy? Bởi vì kỵ tử có tính nóng, đồng thời có tác dụng làm ấm cơ thể đối với những ai có cơ địa nhiệt ấm hoặc cao huyết áp, việc tiếp tục sử dụng kỹ tử trong tình trạng này có thể khiến dấu hiệu của họ trở nên tồi tệ hơn. Thay vì đó, họ nên tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm khác như thức ăn mát mẻ giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể và giữ cho cơ thể mát mẻ hơn. 2. Người cơ địa ôn hàn. Kỹ tử một loại thảo dược quen thuộc trong y học cổ truyền, thường được biết đến với tính năng làm ấm cơ thể Tuy nhiên đối với những người có cơ địa ôn hàn, việc sử dụng kỹ tử có thể gây ra những tác động không mong muốn. Kỹ tử có tính nóng và khi tiếp xúc với cơ thể của những người có cơ địa ôn hàn, nó có thể gây ra các triệu chứng như khó tiêu, khó chịu, táo bón và đau bụng. Nếu kết hợp với nước ấm, tình trạng này có thể sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Nước ấm cùng với tính nóng của kỹ tử có thể tạo ra một tác động không lường trước gây ra tăng áp lực trong dạ dày và hệ tiêu hóa, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Đừng để triệu chứng không mong muốn từ việc sử dụng kỳ tử ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Hãy luôn tìm kiếm sự tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc ăn uống và sức khỏe của mình. 3. Người uống thuốc điều trị các bệnh lý bạn đang trong quá trình điều trị các bệnh lý như tiểu đường, huyết áp hoặc máu chống đông bằng thuốc. Bạn có biết rằng việc ăn kỳ tử có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong video hôm nay. Trước khi chúng ta quyết định sử dụng kỳ tử trong chế độ ăn uống hàng ngày, những người cao tuổi đang sử dụng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Điều này rất quan trọng để tránh các tác động không mong muốn có thể xảy ra khi kỵ tử tương tác với các loại thuốc. Kỵ tử có thể ảnh hưởng đến việc hấp thụ và chuyển hóa các loại thuốc trong cơ thể, làm giảm hiệu quả của thuốc và có thể gây ra phản ứng phụ nghiêm trọng, đặc biệt với những người mắc bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp cao hoặc vấn đề về máu chống đông. Việc sử dụng kỹ tử mà không được giám sát có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khám phá xong câu chuyện vô cùng thú vị liên quan đến kim cương đỏ trong đông y hay còn gọi là kỹ tử sau những chia sẻ chúng ta đều có thể rút ra một bài học quý giá về việc tận dụng những bí quyết từ thiên nhiên để nâng cao sức khỏe và tuổi thọ với bí mật từ kỹ tử mà chúng tôi đã tiết lộ bạn sẽ có thêm những kiến thức để sống một cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng khi về già nếu thấy video này hay và ý nghĩa đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo